Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 009, nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần liên quan đến lý thuyết dùng biểu đồ. Các em có thể tham gia khóa học tại cái trang web thầy in trên đỉnh, địa chỉ thế này. Quay lại bài mã số ID là 009 này, thì nó rất là cơ bản cho các em các chất x, y, z với các phương trình hiện tượng khi người ta làm các từng thí nghiệm một với quỷ tím, với dung dịch Argon-3, COH2 lần và nước brom. Thì loại toán này các em dùng phương pháp đơn giản nhất là các em dùng phương pháp thử đáp án. Đó, các em nhận ra những dấu hiệu quen thuộc, sau đó các em loại nghiệm mà thôi. Ở đây thầy có như sau. Thứ nhất, đáp án phải là B. Ok. Lý do vì sao chọn B? À, các em để ý thầy, thứ nhất, X tạo kết tủa trắng với nước brom. Đúng không? Như vậy X tạo kết tủa trắng với brom. Đây, kết tủa trắng với brom thì suy ra glycerol không được chọn. Fructose không được chọn vì hai thằng này không tạo kết tủa trắng, vậy thể loại A và loại D. Đó. Tiếp, chỉ cần quy thôi. Quy của thầy phản ứng với AgNO3, đúng không? Vậy chỉ còn là B và C, thì kết quả là đáp án B của thầy là aldehyde formic, đúng không? Và đáp án C là methanol, thì aldehyde của thầy chắc chắn là phản ứng trắng bạc rồi. Còn methanol là rượu CH3OH không phản ứng với AgNO3. Như vậy loại C. Loại C suy ra đáp án phải là B. Đó, rất là ngon lành. Đây là phương trình thầy minh họa, nó tạo ra được bạc kết tủa phản ứng tráng bạc. Đó. Những loại toán này các em thì việc kiểm tra các điều kiện và thử là nhanh nhất.